សុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានធ្វើឲ្យការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិសេសលើវិស័យអចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្លា ប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ1លោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងឲ្យឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាពិសេសលើវិស័យអចលនទ្រព្យមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងក្លានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកត្តាពីរយ៉ាងនោះគឺកត្តាសន្តិភាពនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រ
ngày tìm mà phải buồn khai cả cả đá chân nằm bị bỏ nó phải bí khả nạc đài lúc bàn anh chôn chỉ ở thấp đây khi nông bị thi bài xâm phốt cùng rung áp phí vọt lầm nơi thán là mê sông plaza rồi bỏ cầm hôn khem bè stick management khô LTD nơi sao phải chung premier center sản sốc khăn sản sốc rê chả thân hiệp lòng bình lúc cả trái bàn mình bà xa lực lãng thả cả bài xâm phốt cùng rung áp phí vọt lầm nơi thán rồi bỏ cầm hôn khang lớn ní vật chia bàn bằng hai nhỏ khơi bị phiếp chục chơi thamay mối tiệt rồi bỏ rê ra thập hiệp bà cầm bùi chết ai miên xâm đạch để chô hồn sán chia bỏ mục đặc nồm đòi bàn kia con nạ vi nè dục ai mô vi nè dục nơi cầm bùi chia cắn tài kháng khăn nạ sai sắp bây chân em đi phnom pinh bàn prai mục mọt thamay tàm ra dạ ca áp phí vọt giáng tràn lúc cả trái bàn bàn to tiệt thả cả vi nè dục nơi bà tê cầm bùi chia vi say vi a chol nạ trộp miên phiếp ri châm ràn kháng khá cư bà đàm chênh mô pi kà ta pi giang nụ cư kà ta săn tế phiếp nâng kà ta xe rập phiếp nè dục mai lúc bàn bàn chạy thả bà tê cầm bùi chia bà khmiên săn tế phiếp bình lên tế cư khmiên nà nà hiên mô bàn đạ tôn rôk si nụ tê kê màn ái dọc lôi mô rôk si đòi bà thoi bà than nụ lòi châm bùa kà ta xe rập phiếp nè dục bài bình cầm bùi chia miên tăng bì chân em mùi bòn 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 không rộng vùng bầm bơ phía rồi chứ chẳng chẳng lực lên tại không bắt đầu bắt COVID đọc rộng buồn rồi dạ bê lý chẳng bắn nó cả ta tiếng bí này thưa ai Campuchia đã lờ nê vi áp phí vọt đó chập rồi hả lúc cả trái bàn miên bà xa bàn to tiết thả vì sao ai gây chốn chế đại cụ mần ai khóa bàn chế mùi rời rạch thập hiệp bàl lúc anh Lý Hoàng nê dụ cổng hôn khem bê stêk management khô LTD bàn miên bà xa thả cầm rung áp phí vọt lòng nơi than làm mê sông plaza miền tây tăng chất rồng vùng mù áp sát ra cuốn phim bảy phần phía kháng chương rìa chân nhịp đồng bình ai bắt đầu ở cả ao thu rẽ chân ai vừa thu rẽ cách nơi khnông kế hạt than rồi bọc luôn khnông mà chạm mà đồn pin chất cam pro cop đòi pro sát tập hiệp ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តrefreshing winter melon refreshing cools